Ngày 20 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ngọc Lặc tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thiết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện, đồng chí Phạm Văn Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Cùng với kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm của huyện, trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, với tinh thần chống dịch như chống giặc, vừa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương, thể hiện rõ tính liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng đảng, chính quyền ngày càng rõ về cơ chế và phương thức tổ chức thực hiện, trách nhiệm trong đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, nhiệm vụ giám sát phản biện xã hội được triển khai có kết quả, các dân tộc tôn giáo được quan tâm, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do mặt trận chủ trì mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19, thông qua mặt trận các cấp, nhân dân đã ủng hộ tiền mặt và hiện vật, quy thành tiền gần 1,5 tỷ đồng, kiện toàn các chức danh chủ chốt trước sau đại hội cấp cơ sở và trưởng ban công tác mặt trận. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thiết, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là dịp trước và trong đại hội Đảng bộ huyện, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa sắp diễn ra, đồng thời phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên vận động các tầng lớp nhân dân huy động tối đa mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội quốc phòng an ninh, tổ chức tốt các phong trào thi đua, tăng cường nắm bắt tư tưởng cán bộ đảng viên và nhân dân trong toàn huyện, tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện chủ trương đường lối tại các địa phương, thực hiện tốt các phong trào tham gia xây dựng đảng chính quyền, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Tại hội nghị lần này, có 2 tập thể và 1 cá nhân được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2019.